Việt Nam không được đâu, tại vì không quen, chưa ai làm như vậy hết. Mọi người mà sáng tác, còn người mà sống với đời sống là cũng một người thôi. Thì mỗi lần anh viết nhạc, anh dùng kinh nghiệm của anh nhiều, rất là nhiều. Mình chọn cái dự án đó vì tiền. Đối với anh thấy cái quan trọng nhất là nếu mà mình nể khán giả, cái chuyện đó là quan trọng, là cái đầu tiên, chuyện đầu tiên là mình phải nể khán giả, mình không có thể quay thường họ được. Có nghĩa là nếu mà mình làm mà mình thích, mà mình vui, làm mà có thú trong chuyện mình làm, thì khán giả sẽ biết, họ sẽ hiểu cái đó, sẽ thấy cái đó. Cách đây 6 năm, ở cái bên Đức có cái Berliner Symphonic Orchestra, thì họ liên lạc với anh, nói là anh có thể viết một bài cho cái orchestra đó được không? Lúc đó anh chưa hề viết cho orchestra thì anh không biết làm cách nào, mà anh nói ớt được thì anh làm. Xong sau đó anh mới cực, thì lúc khi nào anh cũng nói ớt làm được, có thể mình làm thử đi, tại sao không? Tại vì anh mỗi lần anh thu nhạc thì anh thích thử, nói ok mình thu kỹ như vậy, sau đó nếu mình thêm cái này hoặc sẽ cái âm thanh sẽ ra sao, thì anh cứ thử hoài. Làm việc với Phương Anh anh rất thích, tại vì Phương Anh rất cởi mở, không có bắt buộc làm gì hết, chỉ nói cứ thử làm đi. Tại vì nếu mà làm với một người mà rất có tài mà người đó dễ ghét hay là coi thường khiến người, thì anh cũng có thể làm được đâu.